Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh Báo Sức Khỏe và Đời Sống. Thưa quý vị, ngay khi nhận được thông tin về vụ máy bay trực thăng rơi trên vùng biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, nhiều cư dân mạng đã phát hiện biển số trên chiếc máy bay gặp nạn trùng với chiếc máy bay trực thăng mà rapper Đen Vâu đã sử dụng để quay MV Trời hôm nay nhiều mây cực. Đến khoảng 10 giờ tối ngày mùng 5 tháng 4, MV đã chính thức được ekip của Đen Vâu khóa lại. Lý do mà nam rapper đưa ra khiến cho ai nấy đều bày tỏ sự đồng tình và ngưỡng mộ. Đen Vâu khóa MV vì không muốn tăng view từ vụ máy bay rơi ở Hạ Long. Tối ngày 5 tháng 4, thông tin máy bay trực thăng Bell 505 mang số hiệu VN8650 rơi tại vùng biển giáp ranh giữa vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, thu hút sự chú ý của dư luận. Ngay lập tức, cộng đồng mạng phát hiện số hiệu máy bay rơi VN8650 chung với số máy bay Đen Vâu sử dụng để quay MV Trời hôm nay nhiều mây cực. Ngay sau khi phát hiện, nhiều người tìm kiếm trên YouTube thông tin MV thì hiện dòng chữ video không có sẵn và đây là video riêng tư. Cũng trong tối ngày 5 tháng 4, nam rapper Đen Vâu cũng đã xác nhận việc ẩn MV Trời hôm nay nhiều mây cực được phát hành hồi tháng 8 năm 2020 trên kênh YouTube cá nhân. Trong bài viết với tiêu đề Đen Vâu, tôi khóa MV vì không muốn câu view từ vụ máy bay rơi ở Hạ Long, đại diện nam rapper nói Đen nhận được thông tin vào lúc 21:02 tối ngày 5 tháng 4. Khi nghe tin xong, chúng tôi cảm thấy rụng rời tay chân và ngay lập tức báo với bên vận hành kênh YouTube phải ngay lập tức khóa MV lại vì nghệ sĩ và ekip không muốn tăng view theo cách buồn bã thế này. Xin được gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn. Hành động của Đen Vâu nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Đông đảo khán giả cho rằng dù chỉ là việc nhỏ, song lại thể hiện sự tinh tế, nhân cách đẹp của nam rapper. Người hâm mộ cho biết họ cảm thấy ấm lòng khi nhìn thấy nghệ sĩ không xem view là tất cả, bởi nếu không ẩn thì MV Trời hôm nay nhiều mây cực có thể sẽ được nhiều người quan tâm trong thời điểm này. Trên trang cá nhân, nhà báo Hà Phan có chia sẻ, Đen Vâu, anh thích em rồi đấy. Nhà báo cho biết, tôi nghĩ nếu để view sẽ tăng vọt sau sự cố đau đớn trên. Nhưng Đen Vâu và ekip của anh đã không làm thế. Nghệ sĩ đâu cần xưng vua này, chúa nọ, ông hoàng kia. Chỉ đồng cảm và hành xử tử tế như vậy đã ngự trị trong lòng tất cả khán giả khó ưa như tôi. Chia buồn cùng gia đình các nạn nhân và cảm ơn Vâu. Giản dị, ngắn gọn, âm thầm nhưng đầy lòng trắc ẩn của một người tử tế như cách mà Đen vẫn làm trong suốt thời gian vừa qua. Chúng ta có thể hiểu rằng Đen từ chối xây hào quang và sự thành công bằng đau buồn, mất mát của người khác. Cho dù đau buồn, mất mát ấy không phải do anh gây ra. Hành động của Đen tuy ngắn gọn và khiêm nhường, nhưng đó chính là biểu hiện của sự đồng cảm, là lòng trắc ẩn chỉ có thể có ở những con người tử tế và những nghệ sĩ có tự trọng. Sau khi Đen Vâu ẩn MV, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với nam nghệ sĩ. Rất nhiều người bình luận trên mạng xã hội một cách vui vẻ rằng từ nay xin được làm fan cuồng của Đen Vâu. Được biết, Trời hôm nay nhiều mây phát hành vào tháng 8 năm 2020. Đó là suy tưởng của Đen Vâu trong thời gian cách ly xã hội. Bản nhạc cho thấy những chiêm nghiệm của nam rapper về các mối quan hệ xã hội, chuyện công việc, tình yêu. Sản phẩm âm nhạc được thực hiện theo dạng one shot, một cú máy, ghi lại khoảnh khắc Đen Vâu ngồi rap trên chiếc máy bay trực thăng. Đen Vâu thời điểm đó từng chia sẻ rằng anh biết ở quê nhà Hạ Long có dịch vụ cho thuê máy bay nên đã cùng ekip thực hiện ghi hình. Anh cho hay tổng số lần bay tới 6 chuyến và cảnh trong MV khán giả xem cũng là lần quay hình cuối cùng thực hiện one shot. Những cảnh quay trước đó đều bị bỏ đi. Tôi thấy rất vui vì lần đầu được rap trên máy bay lại còn đúng chủ đề của bài hát. Ở MV, Đen Vâu gây bất ngờ khi trở về với rap thần túy. Một mình anh đọc 80 câu rap mà không có phần giai điệu kết hợp thêm giọng hát ca sĩ nào khác như trước đây. Sản phẩm giúp Đen Vâu mang về vị trí top 1 trending trên YouTube chỉ sau 3 ngày ra mắt. Hiện tại, dù là cái tên nổi bật trong làng giải trí Việt, nhưng Đen Vâu vẫn luôn thể hiện sự giản dị gần gũi. Trên mạng xã hội, nhiều đoạn clip ghi lại cảnh nam rapper ân cần hỏi han, quan tâm cảm nhận của khán giả sau khi nghe mình biểu diễn, nhận được nhiều tình cảm của người hâm mộ. Không chỉ vậy, anh còn được đánh giá có thái độ khiêm nhường với các nhân viên bảo vệ hỗ trợ mình khi đi diễn. Nhiều người cho rằng chính thái độ tử tế đã góp phần giúp Đen Vâu có được vị trí vững chắc trong lòng khán giả. Vụ rơi máy bay trực thăng khiến cho nhiều nạn nhân tử vong là điều không ai có thể biết trước và cũng không ai mong muốn. Có lẽ sẽ chẳng còn ai trách Đen Vâu và anh cũng chẳng có gì sai khi để nguyên MV Trời hôm nay nhiều mây cực trên YouTube. Nhưng anh đã không làm vậy mà âm thầm khóa lại vì không muốn kiếm view theo cách buồn bã thế này. Hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ rơi máy bay trực thăng trên vịnh Hạ Long. Trở lại với những diễn biến mới nhất trong vụ rơi máy bay khi tham quan Vịnh Hạ Long, tính đến 16 giờ ngày 6 tháng 4, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm phần cơ thể còn lại của nạn nhân thứ 5. Không ai ngờ rằng bữa tiệc mừng sinh nhật lại trở thành ngày tang chung của gia đình. Để giúp đỡ các nạn nhân không may gặp nạn, tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ tổng cộng 140 triệu đồng cho 7 người trong gia đình. Liên quan tới vụ tai nạn, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ninh, ông Nguyễn Hoài Sơn cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 20 triệu đồng làm hậu sự. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng chi trả chi phí di chuyển của người nhà nạn nhân từ thành phố Đà Nẵng ra thành phố Hạ Long. Tại đây, người nhà nạn nhân vụ rơi trực thăng sẽ được bố trí nơi nghỉ ngơi, ăn uống để chờ lực lượng chức năng làm công tác cứu hộ. Theo ông Sơn, đoàn du khách từ Đà Nẵng gồm 7 người, trong đó chỉ có 4 người lên máy bay trực thăng để tham quan ngắm Vịnh Hạ Long. 3 người ở lại là gia đình do có con nhỏ bị ốm phải ở lại chăm sóc tại bệnh viện Bãi Cháy. Ông Sơn nói, tỉnh cũng đã chỉ đạo phía bệnh viện Bãi Cháy hỗ trợ tối đa những điều kiện tốt nhất để chăm sóc cháu nhỏ của đoàn khách Đà Nẵng cũng như người thân có mặt tại bệnh viện. Cũng trong ngày 6 tháng 4, phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng và huy động nhiều nhân lực, tàu cao tốc và máy móc để phối hợp tham gia công tác cứu hộ. Hiện tại, công tác cứu nạn vụ máy bay rơi ở Hạ Long được cơ quan chức năng đặc biệt lưu ý. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký công điện của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương truy tìm, tìm kiếm nạn nhân nhanh chóng nhất, hiệu quả nhất. Cơ quan chức năng cho biết, 3 trong số 5 nạn nhân tử vong trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 được xác định là người trong cùng một gia đình ở Đà Nẵng. Chuyến du lịch gia đình được lên kế hoạch nhằm mừng sinh nhật của một trong số các nạn nhân. Danh tính các nạn nhân bao gồm phi công là đại tá Chu Quang Minh, sinh năm 1964, ông Hồ Tá Lực, sinh năm 1964, bà Nguyễn Thị Hội, sinh năm 1963, bà Hồ Thị Oanh, sinh năm 1962 và Phạm Thị B, sinh năm 1958, cùng trú tại thành phố Đà Nẵng. Vào trưa ngày 6 tháng 4, báo cáo nhanh về vụ máy bay trực thăng Bell 505 của binh đoàn 18 gặp nạn, Cục Cứu hộ Cứu nạn cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 nạn nhân trọn vẹn đưa về bệnh viện. Một phần cơ thể của nạn nhân thứ 5 đang được tiếp tục tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ sử dụng thiết bị chuyên dụng để trục vớt xác máy bay, trong đó có phần hộp đen của máy bay Bell 505 đã được tìm thấy. Theo dõi vụ việc, nhiều người thắc mắc vậy doanh nghiệp nào đang kinh doanh tour trực thăng ngắm Hạ Long? Được biết, công ty Trực thăng miền Bắc nhập khẩu mẫu trực thăng Bell 505 từ Mỹ vào năm 2019. Đây là dòng trực thăng hạng nhẹ 4 chỗ ngồi do hãng Bell Helicopter sản xuất vào năm 2018. Loại trực thăng này chuyên được dùng để bay du lịch, ngắm cảnh, độ cao bay khoảng 150 mét. Theo giới thiệu, không chỉ cung cấp dịch vụ tại Vịnh Hạ Long những năm qua, công ty Trực thăng miền Bắc cung cấp dịch vụ thuê chuyến theo yêu cầu tới tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của miền Bắc và miền Trung Việt Nam như Sapa, Điện Biên, Huế, Đà Nẵng. Các địa chỉ du lịch đó được coi là những điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Công ty Trực thăng miền Bắc là doanh nghiệp nhà nước có trụ sở chính tại sân bay Gia Lâm. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 2 tháng 5 năm 1989 với tên gọi Công ty Bay Dịch vụ Miền Bắc thuộc Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam Bộ Quốc phòng. Từ tháng 3 năm 2012, Công ty Bay Dịch vụ Miền Bắc được đổi tên thành Công ty Trực thăng Miền Bắc. Hiện nay, Công ty Trực thăng Miền Bắc cung cấp dịch vụ trực thăng trong các lĩnh vực bay phục vụ thăm dò và khai thác dầu khí, bay phục vụ chương trình MIA, bay phục vụ du lịch, bay tìm kiếm cứu hộ, bay cấp cứu y tế, bay quay phim chụp ảnh, khảo sát dự án, bay phục vụ các lĩnh vực khác theo yêu cầu của khách hàng. Hy vọng rằng lực lượng cứu hộ sẽ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để sớm đưa các nạn nhân trở về với gia đình. Sau khi tìm thấy hộp đen của chiếc trực thăng, mong rằng nguyên nhân của vụ tai nạn cũng sẽ sớm được làm sáng tỏ. Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị trong những video sau. Quý vị thân mến, sau hành động khóa MV Trời hôm nay nhiều mây cực của Đen Vâu do trùng khớp biển số với máy bay gặp nạn trên Vịnh Hạ Long, không chỉ người hâm mộ nam rapper mà khán giả trên cả nước đều bày tỏ sự ngưỡng mộ và ấm lòng trước hành động tử tế của người nghệ sĩ. Quý vị nghĩ sao về hành động này của Đen Vâu? Hãy để lại bình luận bên dưới cho chúng tôi được biết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.